anh làm cái gì mà lâu thế? Em có biết là em chờ anh lâu lắm rồi không? Anh xin lỗi, tại hôm nay bên khách hàng bảo anh ship xa quá, nên là anh hơi tới trễ. Lúc nào anh cũng đến muộn, rồi còn cái bộ dạng lôi thôi lấy thích để của anh nữa. Anh có biết đi với anh, em mất mặt lắm không? Anh xin lỗi mà. À, mà anh biết em mới lên chức, anh có món quà tặng em. Cái gì? Bút á? Anh có biết là hôm nay mới lên chức không? Mà anh tặng em cái bút này á? Thì anh cũng nghĩ đơn giản bởi vì bút này em sẽ đi đâu em cũng mang theo nó được ấy. Em viết cái gì hay em ký thì em đều nhớ tới anh. Với lại là cái bút này anh chỉ mong sau này hai đứa mình sẽ viết tiếp lên những cái câu chuyện thật đẹp ấy. Thôi 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 thôi, anh bỏ cái suy nghĩ ấu trí ấy đi. Anh cũng trưởng thành rồi mà. Mà thực ra ấy, hôm nay em gọi anh đến đây là có chuyện muốn nói với anh đấy. À, nhưng mà nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ? Có chuyện gì em cứ nói với anh đi. Mình chia tay đi, mình kết thúc đi. Em đùa anh đúng không? Có phải có mỗi cái chuyện là anh đến muộn với anh tặng em cái bút mà em đòi chia tay anh? Anh không hiểu à? Mình chia tay đi. Anh nhìn lại anh xem, từ công việc cho đến cách anh ăn mặc, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, đầu óc tóc tai thì bù xù. Anh nhìn bọn bạn thân của tôi xem, nó có gì hơn tôi? Mà người yêu chúng nó ít nhất là cũng đi SH, không thì xe hơi hết rồi. Thanh xuân của tôi có thì anh ạ. Anh nhìn từ lúc yêu anh xem, anh cho tôi được cái gì ngoài mấy cái món đồ rẻ tiền như thế này? Em cũng biết, bây giờ công việc của anh là tạm thời, lấy ngắn nuôi dài. Anh cũng có những cái dự định riêng của mình ấy, bản thân em biết mà. Cái dự định của anh ấy, đến bao giờ mới thực hiện được? Anh xin lỗi mà. Xin lỗi, anh lúc nào cũng chỉ biết nói xin lỗi thôi. Xin lỗi có ra tiền được không? Tôi chán lắm rồi. Em à, anh hứa với em, sau này công việc anh ổn định, anh sẽ chăm sóc em đến suốt cuộc đời. Anh lại bắt tôi phải chờ anh chứ gì? 5 năm hay 10 năm tôi chờ anh, nhưng mà thanh xuân không chờ tôi. Kết thúc đi. À, còn cái món quà này anh cầm về. Phải đi ký hợp đồng bên đối tác rồi ạ. Anh có muốn em báo hoãn sang ngày mai không ạ? À thôi, không sao. Bên đối tác cũng là người quen của anh, cho nên là anh cũng muốn sang đấy để hỏi thăm. Cuộc họp vẫn tiến hành như mình đã định nhá. À, mà em có thể mua giúp anh một cốc cà phê được không? Dạ vâng ạ, anh chờ em một chút nha, em sẽ quay lại ngay ạ. Chào Linh. Dạ. Tôi rất kỳ vọng vào việc ký kết hợp đồng lần này. Tôi mong hai cô cùng cố gắng hết sức. Dạ vâng. Vậy hợp đồng để kết với bên Vy Văn tôi giao cho hai cô. Các cô làm ở đâu rồi? Dạ vâng, đây là bộ hồ sơ đã chuẩn bị rất đầy đủ và chi tiết. Em nghĩ là bên người ta sẽ rất hài lòng với hợp đồng này. Em vừa mới vào công ty chưa dày dặn kinh nghiệm, nhưng em đã làm rất là tâm huyết. Em mong bản hợp đồng lần này của em sẽ làm phía đối tác hài lòng. Tốt. Hai cô là hai phó giám đốc có năng lực nhận được trên giờ mà tôi có. Đối tác lần này đồng ý bản hợp đồng nào, tôi sẽ cân nhắc người đó lên chức giám đốc điều hành. Sẽ có sếp. Bên đối tác đã đến rồi ạ. Cha. Dạ. Cô xuống đón đối tác đi. Dạ vâng. Thể hiện thành ý của công ty của mình. Ơ, Cha. Em làm việc ở đây à?
ai đây? Đúng, tôi làm việc ở đây. Cũng nhờ dứt khỏi anh nên tôi mới có được như ngày hôm nay. Bây giờ tôi cũng đã là phó giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn rồi. Còn anh làm gì ở đây? Lại còn ăn mặc như thế này nữa. Xin lỗi, ở đây không có tuyển shipper. Lại còn cái thứ đồ rẻ tiền này nữa. Anh mang đến đây để làm cái gì đấy? Định làm cái gì đấy? Để tôi giúp anh thay đổi nhé. Cái loại người như anh ấy không thích hợp ở nơi này đâu. Biến đi. Hôm nay tôi còn phải tiếp đối tác quan trọng nữa. Xin lỗi đã để em phải chờ lâu. Không sao anh ạ. Dạ thưa sếp, em đã xuống chờ một hồi lâu mà vẫn không thấy được đối tác đâu. Anh Ngọc, sao anh lại ở đây? Tôi nói công ty tôi không tuyển shipper mà. Cô thôi đi. Cô biết đây là ai không? Chào Trang, tôi là Ngọc, chủ tịch Refund Group. Rất vui được tác với cô. Sao anh? Sao lại có thể như thế? Thôi, ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu bàn về bản hợp đồng lần này nhỉ? Mời em xem qua bản hợp đồng ngày nay. Thưa anh, mời anh xem qua bản hợp đồng mà tôi đã soạn. Trong này có ghi rất rõ tất cả các điều khoản và đặc biệt là phía bên nhà đầu tư gì phân. Về lợi nhuận của phía bên công ty anh thì rất là hấp dẫn. Nếu như anh có ý kiến bổ sung hoặc là bỏ chỗ nào thì nói với tôi ạ. Em đã xem qua bản hợp đồng của anh. Mọi thứ rất tốt. Nhưng em nghe rằng mình sẽ không ký được bản hợp đồng này. Là sao? Em cần một điều khoản tốt hơn. Không, mọi thứ rất là ổn. Nhưng em cần một cái bút để ký vào bản hợp đồng này. Anh có thể dùng bút của tôi ạ? Chiếc bút để ký vào bản hợp đồng này đã bị chính tay cô vứt bỏ. Sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Dạ, nếu anh không chê, anh có thể xem qua bản hợp đồng này của em soạn thảo được không? Anh Ngọc, anh đừng làm khó công ty chúng tôi nữa. Bản hợp đồng mà tôi soạn, mọi điều khoản đều rất có lợi cho công ty anh. Hơn là bản hợp đồng anh đang cầm trên tay kia nhờ. Tôi mong là anh nên xem xét lại. Anh à, thực sự em không muốn làm khó anh. Nhưng em không thể ký bản hợp đồng này. Do người mà luôn coi thường người khác như cô Trang đây soạn thảo rồi. Trang, như vậy là sao? Em giải thích đi. Em đồng ý những cái điều khoản trong hợp đồng này. Rất vui khi như mình hợp tác. Tại sao em có một quyết định như vậy? Bản hợp đồng kia rõ ràng có lợi cho em hơn mà. Anh em với nhau mà, em chịu thiệt một chút, nhưng bù lại anh có một người giám đốc tốt trong công ty, chứ không phải là một người luôn coi thường người khác như vậy. Cảm ơn em, anh sẽ làm rõ chuyện này. Không có gì đâu anh em với nhau mà. À, mà em có thằng bạn muốn mời này hàng mới. Tí nữa em mời anh đi ăn được không? Để ký kết cái hợp đồng thành công như thế này. Ok, em xuống trước đi. Anh bật ra công việc một chút. Ok, để tí nữa anh em mình gặp nhau sau nha. Trang, cô đã gây ra chuyện gì thế ạ? Nếu hôm nay không phải là người quen của tôi và có hợp đồng của Ly thì mọi chuyện đã sẽ đi về đâu? Em không nghĩ mọi chuyện thành ra như thế ạ. Cố im đi. Hãy xem xét lại những gì mà mình đã làm. Sẽ có hình phạt thích đáng
dành cho cô, và cũng là để làm gương cho toàn bộ nhân viên công ty. Và hãy nên nhớ rằng đừng bao giờ coi thường người khác. Đi. Chúc mừng em. Từ giờ em đã giám đốc điều hành. Dạ em cảm ơn anh ạ. Chúng ta đi thôi.